Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người cách trưng bày chanh sẻ gừng tại khu vực spa và cách làm nước uống Welcome mời khách cho các spa của các bạn nha Và đây là cách trưng bày chanh sẻ gừng Thì các bạn, phần chanh sẻ gừng các bạn phải gọt sạch Cái phần lớp vỏ úng và gừng đồ chanh thì các bạn cũng phải rửa sạch Rồi sau đó các bạn cắt đều theo ý thích của mình và bó lại đối với sẻ thì các bạn bó lại gọn gàng bằng một nắm tay hoặc to hơn hoặc nhỏ hơn tùy vào các bạn ở đây mình đây thì mình bó bằng à, à, dây thừng nha Còn ngoài ra các bạn cũng nên chọn bằng dây thừng bó cho nó đẹp tất cả đều à, rửa sạch và làm sạch cái ngắn cái phần lá đối với sẻ đó thì bó lại hơi cầu kỳ một tí xíu tùy theo mọi người tắt cái nơ nó mới chịu <laughs> rồi các bạn cũng có thể chọn một cái khay trưng bày nào cho đẹp bằng gỗ hoặc bằng sành sứ tùy các bạn thì mình trưng bày lên một cái khay thì mình có tiện có một cái khay gỗ như thế này thì đó là đối với bên mình thôi sau đó các bạn sắp xếp trật tự à, theo sở thích của mình gần với chanh lên tới là bạn đã có một à, khay trưng bày tranh sẽ gần đặt trưng cho spa của các bạn rồi rất là đơn giản đúng không rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ à, giới thiệu mọi người à, cách làm nước veo khơm đây là mình cũng dùng à, sẻ với gừng và chanh đường và mật ong sẻ thì mình dùng 200 g à, gừng cũng vậy mật ong thì tầm hai muỗng và đường cũng tầm hai muỗng cà phê thì tất cả đều sắc ra mình ép mình đem ép ra đối với gừng với sẻ thì mình cắt ra mình đem ép mình các bạn cũng có thể là à, xay cùng với nước cùng mình đây có máy ép tiện có máy ép thì mình ép ra mình lấy nước cốt của nó trước khi mình pha cùng với hai lít nước thành phần thì mình đỡ rõ ràng ở trên cái phần mô tả nha và cũng tùy vào cái cái vị của mọi người mọi người có thể là theo cái định lượng như vậy mọi người có thể thêm nước hoặc là giật bớt đối với cây quế hoặc tùy theo loại gừng loại xẻ nữa cây hoặc là à, bạn thích nó nhịp nhẹ xuống một tí xíu thì các bạn phải giật lại tí gừng tí sẻ nha tùy vào mỗi nơi tùy vào chất lượng gừng sẻ của mỗi nơi nữa các bạn hãy định lượng cái cái vị phù hợp thôi chanh nữa phần chanh thì mình dùng hai trái thôi trên hai lít nước thì rất là đơn giản các bạn cứ phe đi rồi các bạn nếm cái vị các bạn thích thì các bạn à, giật bớt cái phần nào đó uhm, tùy vào thành phần các bạn giật bớt thôi đây là mình ép mình lấy nước ha lấy nước cốt giữa gừng với, là, với lại xẻ nè Đó mình lấy cái phần nước cốt lát nữa mình pha với 2 lít nước Đối với mọi người kỹ hơn thì tay thì mình rửa sạch rồi Mọi người kỹ hơn thì có thể đi bao tay vào ha Đây mình lấy ra được một lượng nước cốt như thế Rồi sau đó thì mình sẽ pha cùng với nước lọc Hoặc là nước nóng đun sôi để nguội cùng mình Đây mình dùng nước lọc ha đây mình lượng nước cốt nè sau đó là mình sẽ pha nhiều đó vào 2 lít nước 2 lít 2 lít là cứ bê nước tùy theo mọi người nha, nhớ nha tùy theo cái vị của mọi người và mọi người sẽ cân đối lại cái định lượng tùy nơi nữa chất lượng của độ cây của gừng sẽ nhiều người là dùng cái gừng to to gừng Trung Quốc nó không cay còn đây mình dùng gừng sim Cho nên nó hơi cay Và hình như cái thành phẩm của mình đây thì nó sẽ hơi bị cay so với mọi người đó Cho nên mọi người có thể thêm, thêm nước vào Nước cốt để không cái nước này thì dùng để đi tót nè thanh lọc cơ thể nè và nặng chanh vào có thở bỏ đường với lại mật ong trước khi nằm chanh cũng được Rồi bạn cho đường vào Bạn nào ít muốn dùng ngọt lắm thì bạn giựt đường lại thôi nha Rồi cho mật ong hơi nhiều vào một tí Để cho nó hương thơm cái, cái mùi mật ong cho nó, nó, nó ok hơn Mật ong cũng tầm hai thìa mật ong khuấy đều thế là ra một và sau đó bạn bỏ vào tủ lạnh đối với cái này nước nó sẽ lắng xuống cái nước cốt uh, sẽ với gừng nó sẽ lắng xuống khi bạn bỏ tủ lạnh và khi bạn uh, lấy ra mời khách bạn sẽ khuấy đều hoặc là lắc đều cái chai nếu bạn bỏ vào chai thì lắc đều chai trước khi các bạn rót ra ly mời khách nha đây mình chớ đều vào trong hai chai Về mình sau đó là mình đem bỏ vào tủ lạnh thôi. Và đây là thành phẩm ra hai chai nước welcome để mời khách khi đến với spa. Và đây là khu vực trưng bày của mình sẽ gừng Và sau đó thành phẩm của mình là có được nước welcome mời khách khi khách đến làm dịch vụ tại Úc Đây là thành phẩm của mình. Mọi người có thể trưng bày decor cho nó đẹp nha. Còn mình chỉ là à, làm một cách đơn giản tự nhiên thôi. Thì tùy vào thẩm mỹ của mọi người thì mọi người có thể trang trí theo điều mình thích thôi. đây mình trang trí theo chanh sẽ gừng có hết luôn đó là nước chanh sẽ gừng. rồi cảm ơn mọi người chúc mọi người thành công.